Du Kim Chỉ, đạo diễn Dư Thuần, biên kịch Tử Đan, với sự tham gia của các diễn viên La Tấn trong vai Cận Diễn, Phan Chi Lâm trong vai Đàm Đậu Đậu, Trương Thần Quang trong vai Thái Bính Khôn, Tạo Chinh trong vai Kiều Lương, Lữ Tinh Thần trong vai Hoàng Hinh Nguyệt, Dương Nguyên Quy trong vai Hoàng Dĩ Trung, Phó Mạch Bách trong vai Thiếu Dương, Trình Dục trong vai Lưu Cục, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Lời Nói Dối Chân Thật. Nói với ông chủ, cứ làm như đã thỏa thuận đi. Dạ. Tập 1. Xin lỗi. Tôi bị trễ giờ rồi, xin lỗi. Nè chị Đậu, chị lại tới trễ nữa rồi. Shh, nhỏ tiếng thôi. Lý Tổng đã tới từ lâu rồi, lát nữa sẽ bị la cho coi. Chỗ này. Trời ơi, đưa cái đó đi. Ai là người thiết kế vậy? Bạn thứ mấy rồi hả? Thiết kế lại ngay. Cái trò gì vậy không biết. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Xem chút nữa quên mất, chị có bưu phẩm nè. Cảm ơn. Dạo này chị bị sao vậy hả? Cứ đi làm trễ hoài. Hay là đang hẹn hò với ai đây? Đúng, tôi đang hẹn hò. Tối nào tôi cũng hẹn hò hết đó. Hôm qua tới tận nửa đêm lận. Thiệt sao? Nè, mà nói tôi nghe đi, ai vậy hả? Còn có thể là ai? Là mấy bạn Thảo chết tiệt. Vậy giờ tôi gần cả tháng trời rồi. Mất hứng. Nè, tôi nói chị nghe, chị cứ như vậy hoài là không được đâu chị Đậu. Cứ như vậy làm sao lấy chồng được? Nè, cô nghe cho kỹ nha. Không phải tôi không lấy được chồng, mà là tôi không muốn lấy chồng, đã hiểu chưa? Chị đừng có tự lừa dối mà nữa được không? Không phải tôi có ý gì, chỉ là tôi muốn tốt cho chị thôi. Cận Diễn, số 68 đại lộ Hoa Viên, thành tháng phố Hải Tân. Là tôi đám cưới. Người nhận rồi. Đàm Đậu Đậu, công ty thiết kế thời trang Đà Tôi Như. Đang nói chuyện với chị đó, sao em re vậy? Đang xem gì vậy hả? Số 68 đại lộ Hoa Viên, thành phố Hải Tân, Cận Diễn. Tên Cận Diễn này sao nghe quen vậy ta? Chị có nhắc với tôi là bạn trai cũ đúng không? Làm quà rồi hả? Mà mở ra xem có gì trong đó đi. Đừng có nói là nhẫn nha. Dễ thương thiệt đó. Gấu bông nhỏ.
mà sao lại tặng gấu bông? Ai lại đâm đậu đậu vậy? Chào cô. Mọi người là... Chào cô, chúng tôi là cảnh sát thành phố Khánh Dương. Có chuyện gì không vậy? Cô là Đàm Đậu Đậu đúng không? Đúng vậy. Trên bàn của cô là cái gì vậy? Bưu phẩm. Đưa tôi. Chuyện gì vậy? Người gửi bưu phẩm có quan hệ như thế nào với cô? Tôi đang hỏi cô đó, Cận Diễn có quan hệ như thế nào với cô? Bạn trai cũ. Trong hộp chính là con gấu cô đang cầm trên tay đúng không? Đúng vậy. Đưa tôi. Có vấn đề gì sao? Nè, anh làm gì vậy? Mong cô hợp tác. Sao vậy? Đây là... Anh thấy rồi. Đây là... Cô có biết đây là cái gì không? Tôi không biết. Tôi nói cho cô biết, đây chính là ma túy. Ma túy? Tôi... Cô Đàm à, chúng tôi nhận được thông báo nói cô mua ma túy thông qua đường bưu điện đó. Không có, tôi... Không cần tôi phải giải thích đâu, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Làm phiền cô cùng chúng tôi về đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Mấy anh xem xét lại đi, tôi vừa mới nhận được bưu phẩm tức thì. Trước giờ tôi chưa từng mua ma túy. Có gì thì về đồn rồi nói. Cần bao lâu, tôi còn phải làm việc nữa. Cô à, bây giờ tạm thời cô theo chúng tôi về đồn điều tra. Đi thôi. Có chuyện gì tôi không biết. Sao vậy? Chuyện gì đó đó? Có chuyện gì sao vậy? Không lẽ là hết ma túy thật sao? Hèn chi ngày nào cũng đi làm trễ. Biết được chuyện gì? Cô gái à, tôi khuyên cô một câu, cô mau nói hết rõ ràng mọi chuyện thì sau này tới lúc kết án mới có lợi. Hả? Đã dùng ma túy bao lâu và đây là lần thứ mấy rồi? À đúng rồi, còn người gửi bưu phẩm nữa, ngoài tên và địa chỉ ghi ở trên bưu phẩm, cô còn biết gì về anh ta không? Mau nói ra hết. Cô cười cái gì? Cô nên nghiêm túc một chút đi. Anh phải hỏi anh ta kìa. Hả? Hỏi tên Cận Diễn, người gửi bưu phẩm đó, anh ta đã dùng ma túy bao lâu rồi? Đây là lần thứ mấy anh ta hại người khác? Sao gửi gói ma túy đó cho tôi? Anh đi mà hỏi anh ta đi. Không cần gào thét làm cái gì hả? Chúng tôi đã thông báo hết rồi, hại người không thoát được đâu. Chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi hết. Tôi thật sự bị người ta hại mà. Mấy cái câu này của cô tôi nghe quen quá rồi. 10 người tôi bắt thì hết 9 người nói giống cô rồi. Còn một người thì nói đây chính là lần đầu. Anh nói có người báo cảnh sát hả? Vậy người báo đó đâu? Kêu người đó tới đây. Như vậy sẽ rõ ràng thôi. Cô chỉ cần nói rõ hết mọi chuyện của cô là tất cả đã đủ rõ ràng rồi. Tôi biết nói cái gì với anh đây chứ. Tôi là người bị người ta vu oan hãm hại thật mà. Cô gái à, cô liên tục nói có người hại cô. Vậy tôi hỏi cô, cô và người bạn trai cũ đó bây giờ là quan hệ gì? Anh ta hại tôi. Hại tôi 7 năm chưa đủ, giờ muốn hại tôi cả đời nữa. Ý cô là anh ta liên tục hãm hại cô, vì hai người không phải là đồng phạm đúng không? 7 năm trời không liên lạc mà đồng phạm gì nữa, anh nói thử coi. 7 năm rồi không liên lạc, vậy sao anh ta lại trả thù cô hả? Sao hả? Hết biết nói cái gì rồi đúng không? Tôi nè, thật nè, sự cô ơi, có người đang cố tình gà bẫy tôi mà. Cô đang hành hung cảnh sát đó nha. Tôi đánh anh có 2 cái thôi. Cô đánh tôi tức là hành hung rồi hả? Tàn trữ ma túy bất hợp pháp đã vậy còn hành hung cảnh sát nữa, chừng đó tội thôi cô cũng đủ ngồi tù cả đời. Mấy người vu oan cho tôi, mấy người vu oan cho tôi. Cô thành thật một chút được không hả? Ôi, Anh Dương à, anh Dương, Tiểu Lương, Gia Lương, gọi 120, Đàm Đậu Đậu, không được chạy. Ê nè, đứng lại đó, mấy người tông xe tôi mà. Còn chạy nữa tôi nổ súng. Anh ơi, phiền anh gọi 120 giùm. Được rồi. Thank you.
muốn đi đâu vậy? Alo, Kiều Lương, lập tức liên lạc trung tâm kiểm soát, kiểm tra một chiếc taxi.